Audio Jungle. Thì clip này mình quay cho các bạn và con xem về cái tình trạng mà vườn cam của anh Tùng ở Esup, Đắk Lắk nó bị tình trạng là thối rễ và cây nó cỏ dần dần và nó chết. Thì qua như khảo sát và xem ở vườn của anh thì hầu như tất cả rễ cái đều có tình trạng là thối. Thì sau khi kiểm tra và hỏi anh được biết nguyên nhân là cái vườn này anh bón than quá nhiều, than với tro nhiều quá là khiến tình trạng là nó bị nóng và nó thối rễ hết. Thì cái vườn cam là trong như chia sẻ lúc đầu anh mới mua vườn thì nó rất là tươi tốt, xanh đẹp, nói chung là nhìn vào vườn cam ai cũng mê hết. Sau khoảng một tháng mưa, thời tiết này bắt đầu mưa dầm thì bắt đầu nó gây ra hiện tượng là lá vàng, cây khô héo, dần dần là chết dần, khô cỏ hết, thì mọi rễ là rễ thối hoàn toàn. Thì theo như chia sẻ của anh thì cái vườn này nó bị ngộ độc và anh bị nóng do tình trạng mà anh bỏ than quá nhiều. Thì một số bà con chúng ta không biết cứ nghĩ bỏ than tro nhiều là tốt, nhưng mà chắc là chúng ta bỏ than tro nhiều khiến cho rễ nó nóng lên, nóng khi gây hiện tượng là thối rễ, thối dần. Khi mà thối nhiều quá thì khiến cho cái rễ chúng ta không hút được dinh dưỡng thì làm cho cây kiệt sức mà chết. Thì đầu tiên quan sát toàn vườn thì nhận thấy là cây suy yếu này, cành nhánh phát triển rất kém, lá vàng cục bộ từng khu vực luôn trong vườn thì lá nó vàng từng cây từng nhánh luôn. Thì đồng thời cái lá trên cây vàng kẽ từ gân lá và cây nó cũng bị khô dần dần. Thì cái đặc tính này chúng ta nhận phân biệt với trường hợp vàng lá của thằng Ganning và các lá non, lá bánh tẻ thì gân lá nó vẫn còn xanh. Nhưng mà cái việc mà bỏ quá nhiều than thì với cái việc này nói chung hai cái việc chúng ta phân biệt rất khó. Chỉ này chỉ có nhà vườn mới biết được thôi. Thì họ là người quan sát chính, họ bón phân, chăm sóc. Thì chia sẻ của anh đó là anh nói mình bón than thì đây là công nhận. Vì những cái cây mà không bón nói chung phát triển rất là tươi tốt. Còn những cây bón hầu như là anh trồng 1.000 gốc cam thì nó bị hết. Hầu như là 950 gốc chỉ còn sót lại 50 gốc là rất là xa, nó không có bón nên nó còn sống được ở một gốc toàn bộ. Thì ở trên những cây bị nặng này, khi về những cây mà bị nặng nó suy yếu, nó kiệt thì nó nhanh chết. Còn những cây còn lại thì có dấu hiệu là nó kém phát triển nè. Lá nó vàng từng phần, từng nhánh. Thì cái tỷ lệ mà bị bệnh trong vườn nó cao so với quan sát. Thì chúng ta nhận thấy thì thật ra những cái điều kiện bất lợi cho cái cây cam này thì nó đã tạo cơ hội cho nấm xâm nhập vào toàn bộ bộ rễ từ nhiều tháng trước rồi, nhưng mà khi phát hiện nó cũng rất là muộn. Thì về cái biện pháp mà cấp cứu cho cái vườn cam này thì đầu tiên là mình cần giải độc đất để cho cái lượng mà ngộ độc thức ăn như đó nó phôi pha đi. Ta cần cái giải độc đất. Rồi chúng ta có thể là móc bỏ phần đất đã lấp dưới cái rễ để rễ thoáng ra mặt đất đi. Thì những đối với những cây nặng thì thật chắc là không có cứu được, những cây mà chớm nhẹ nhẹ thì có thể cứu được. Thì chúng ta có thể rải vôi khắp cái khu vực rễ quanh gốc thì liều lượng từ 0,3 đến 0,6 kg gốc tùy theo mật độ của cây, cây lớn cây nhỏ. Thì chúng ta dùng hỗn hợp sau khi đã tưới vào khu vực bộ rễ, từ cây liếng nhỏ chúng ta tưới vào những cái hỗn hợp thuốc nó khác nhau. Thì cái vườn này thì chế độ mà về canh tác thứ nhất là thoát nước cũng rất là tốt. Thì qua clip này mình cũng quay bà con xem và tham khảo về cái cam nó bị tình trạng này thì bà con chúng ta nên xem lại cái phương pháp mà chăm sóc bón phân phải cho hợp lý, không nên chúng ta không nghe cái gì bón cái đó. Thì cái vườn cam này của anh thì anh cũng không có rõ về cái chăm sóc mà anh tự ý bón luôn thì nó gây hiện tượng này. Thì phương pháp mình cũng nói bà con biết là phương pháp bây giờ chúng ta mua chế phẩm giải độc đất một thời gian cho nó pha cái lượng đất đó và ngưng bón thức ăn luôn, vẫn tưới nước nhưng mà ngưng bón để cho cái khôi phục được những cái rễ mà chưa thối. Còn những rễ mà thối nặng coi như có thể là bỏ cây, cây sẽ không phát triển được. Thì đây là cái bệnh mà thối rễ do cách mà chăm sóc bón phân không hợp lý của nông dân. Thì clip này mình quay bà con để xem khác về những ai nông dân chúng ta có sản lượng trồng cam quýt nhiều thì chúng ta nên quan sát lại cái lượng mà bón phân chăm sóc.